Vâng, em gái xin gửi lời chào đến tất cả các bác nhé. Cuối năm rất là bận rộn các bác ơi, tranh thủ gọi là làm nốt những cái tác phẩm đó, khâu mỹ nghệ, khâu BU để có thể là hoàn thiện sơn đúng không ạ, để gửi cho tất cả các bác đó những cái tác phẩm, và từ anh hay từ những cái bác khách buôn hay là những cái bác mua hàng trực tuyến thì vâng ạ, nhà em cũng chuẩn bị gọi là làm tấy để làm để gửi cho các bác ạ, anh chị em mình nhá, rất nhiều những cái tác phẩm đó. Đây là những cái bức tượng vừa tẩy rồi đấy các bác ạ, vừa tẩy rồi đấy. Vừa tẩy lên các bác nhé, tẩy đây này, hai tẩy nó lên xì này các bác ạ, đó là một thời gian nó sẽ lại lên được vân các bác nhé. Hay đây là những cái tủ kệ này, đó đây là những cái bức di lạc, bức rồng đây đã tẩy hết rồi đây, chờ rác. Hay là những cái bộ bàn thờ tùy các bác nhé, bàn thờ này nó anh lai khách đặt đấy, đặt các bác ạ, đấy, rất là nhiều những cái tác phẩm các bác nhé. Đấy, bình đây hay là những cái bộ bàn thờ rất là nghệ thuật này các bác nhé. Đây những bộ bàn gốc cây tôn sống này, bàn ghế gốc cây này, rất nhiều những tác phẩm gỗ minh nghệ của mình nhá, gỗ minh nghệ này nó đang tiếp tục hoạt động, đang tiếp tục hoạt động hết công suất này, chỉ còn khoảng 15 ngày nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán các bác ạ. Đấy, không biết anh chị mình đã sắm sửa cho không gian của mình những cái tác phẩm thì không thể đổ gỗ hay chưa đó anh chị em mình nhá. Đây là tác phẩm rồng, cuộn hoàng rồng các bác, rất là nghệ thuật đen, tuy là to rất là to luôn này. Xong thì chị em mình nhá. Đấy, rất nhiều những cái tác phẩm này, tượng vi lạc sai lớn này, rất là nhiều. Hay là những bức phu thê viên mãn cũng chắc này. Đó, rất là nghệ thuật xem gái này. Đó nhá. Thuật luôn của họ đang là chào các, chào mọi người nào. Và anh chị em mình có nhu cầu gì về đồ gỗ mỹ nghệ vâng ạ, trong năm tới thì có thể liên hệ qua số hotline của bên em để em gái có thể tư vấn cho các bác nhé. Và thì vâng ạ, hẹn gặp anh chị mình trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt các bác.